Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui. Và ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ đến với tính năng thứ 3 ở trên iOS 18. Đó chính là những cái thay đổi về mật khẩu và bảo mật ở trên những cái chiếc iPhone. Điều đầu tiên khi mà các bạn truy cập vào phần cài đặt và ở phần quyền riêng tư và bảo mật, thì ở đây Apple họ đã thêm cho chúng ta một vài những cái tính năng mới và đặc biệt, đó chính là ở mục danh bạ. Ở đây thì trên iPhone sẽ show hết cho các bạn tất cả những cái liên hệ mà các bạn đã thêm vào ở trên iPhone. Và ngoài ra thì ở bên dưới cũng không thể thiếu các cái ứng dụng mà các bạn cho nó truy cập vào phần danh bạ của chúng ta. Và thực sự thì mình vẫn chưa hiểu được là Apple họ cập nhật tất cả các cái danh bạ mà các bạn đã lưu vào cái phần này để làm gì. Tại vì khi mà mình truy cập vào nó thì thực sự nó vẫn không có bất kỳ một cái tính năng hay là bất kỳ một cái phản hồi gì cả. Mình hy vọng rằng là ở trên cái phiên bản iOS 18 Developer Beta 2 thì chúng ta sẽ rõ hơn về cái tính năng này. Và ngoài cái ứng dụng danh bạ nhé, thì ứng dụng ảnh của chúng ta, Apple họ cũng sẽ show hết tất cả những cái ảnh và những cái video mà các bạn đã lưu, đã quay ở trên cái chiếc iPhone của các bạn. Ví dụ như ở đây mình đang có khoảng 2.900 tấm ảnh và khoảng 262 cái video. Và đó sẽ là cái thông tin tổng quan về mục photo ở trong phần cài đặt của các bạn. Và đương nhiên ở bên dưới cũng sẽ là tất cả những cái ứng dụng mà các bạn cho phép truy cập vào phần ảnh. Và nếu như những ứng dụng nào mà các bạn không cần nó truy cập vào nữa thì chúng ta cũng có thể khóa ở đây, đó, không có, hoặc là các bạn có thể giới hạn truy cập vào. Và mỗi khi mà chúng ta thay đổi những cái truy cập này thì chiếc máy của các bạn nó đều sẽ quét Face ID hoặc là Touch ID để nó có thể truy cập vào được cái tính năng mà các bạn mong muốn. Và ở cái phần cài đặt này thì chúng ta đã mất đi một cái mục cực kỳ là quan trọng, theo như mình thấy là vậy, đó chính là mục mật khẩu. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ không cần phải quá là lo lắng về việc này khi mà Apple họ đã chuyển cái mật khẩu này thành một cái app riêng. Và thực sự thì nó sẽ sở hữu khá là nhiều những cái tính năng mới ở trong cái phần mật khẩu này. Khi mà các bạn truy cập vào xong thì ở đây chúng ta sẽ có tất cả những cái cài đặt, những cái mật khẩu mà các bạn đã truy cập vào. Hoặc là các bạn cũng có thể coi được lại tất cả những cái path wifi của những cái địa điểm mà các bạn đã truy cập vào luôn. Đó, nó nằm hết ở đây. Và các bạn cũng có thể chia sẻ cái mật khẩu wifi này sang cho những cái chiếc máy khác. Nếu như người dùng cùng là những cái người dùng iPhone với nhau thì các bạn có thể chia sẻ thông qua danh bạ hoặc là thông qua AirDrop. Còn với những người nào mà đang không sử dụng iPhone thì các bạn có thể trích xuất ra một cái mã QR code. Và mọi người chỉ cần đưa điện thoại vào và quét cái mã QR code này thì chúng ta sẽ có ngay cái path wifi ở tại cái địa điểm đó đang được truy cập vào. Và ngoài ra thì ở trên cái phần ứng dụng mật khẩu này thì Apple họ cũng chia ra khá là nhiều những cái hạng mục để mà các bạn có thể truy cập vào. Chúng ta có là bảo mật nè, thì ở đây tất cả những cái ứng dụng nào mà nó đang bị mật khẩu đang bị yếu hoặc là đã bị lộ hoặc là dễ đoán thì nó sẽ gom vào ở trong cái phần này để các bạn có thể tiến hành truy cập vào và chúng ta sửa những cái tài khoản, những cái mật khẩu đó đi. Và với những cái tài khoản nào và các bạn yêu cầu cái mã khóa, có nghĩa là nó bảo một cái mức bảo mật cao hơn, thì Apple họ cũng có truy cập vào đây cho chúng ta. Đó, phân ra từng loại, phân ra từng hạng mục để các bạn có thể truy cập vào. Và mỗi khi mà các bạn cần phải đăng nhập tài khoản của chúng ta vào một trong những cái chương trình nào đó, ví dụ như ở đây mình có tham gia vào Apple Developer Beta Profile và mình cần đăng nhập Apple ID của mình vào, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có một cái passkey được các bạn lưu sẵn ở trong cái ứng dụng mật khẩu như lúc nãy mình chia sẻ với các bạn. Và chúng ta chỉ cần nhập vào đây là ngay lập tức tất cả những cái thông tin về tài khoản, về mật khẩu nó sẽ được tự động điền vào ở trong cái web này. Và thực ra thì về cái cách thực hiện thì nó cũng tương tự như những cái phiên bản trước thôi. Tuy nhiên thì ở trên iOS 18 thì rõ ràng chúng ta có một cái animation khác và cũng như là một cái dạng thông báo khác để giúp cho các bạn biết là chúng ta đang sử dụng một cái ứng dụng khác tên là mật khẩu, chứ không phải là các bạn đang sử dụng một cái tính năng ở trong phần cài đặt nữa. Đó là cái điểm khác biệt giữa iOS 18 và những cái phiên bản iOS trước. Và rất cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Bye bye.